Đối tượng Phạm Văn Đức. Theo hậu quả điều tra, từ tháng 5 năm 2018 đến nay, tại quán tóm đồ ở khu 2 phường Thạc Khôi thành phố Hải Dương, đối tượng Phạm Văn Đức đã sử dụng 351 triệu đồng cho 19 người với 36 lượt dây, mức lãi suất từ 109,5% đến 219% năm. Ngày 13 tháng 10, công an thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can Phạm Văn Đức sinh năm 1993, trú tại Cuba phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, về tội cho dây lãi nặng trữ trong giao dịch dân sự. Tổng số tiền lãi đã thu là 199 650 000 đồng, trong đó tiền lãi vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất trong bộ luật dân sự 2015 lao lý vượt quá 100% năm, Với những căn cứ, tài liệu đã thu thập được trong quá trình điều tra, công an thành phố Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Phạm Văn Đức về tội cho dây lãi nặng trữ trong giao dịch dân sự, lao lý tại khoản 1, điều 201 bộ luật hình sự. Công an thành phố Hải Dương đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo lao lý của pháp luật.